Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông sinh vào cuối năm 1258. Trần Khâm, tên Đức Vua, được lập làm Hoàng Thái Tử năm 16 tuổi. Và 4 năm sau, 1278, vua cha nhường ngôi cho ông, lui về làm Thái Thượng Hoàng. Thái tử làm vua khi tròn 20 tuổi, hiệu là Trần Nhân Tông. Đấy cũng là lúc nhà Nguyên Mông đang giáp tâm thôn tính Đại Việt. Trước dã tâm của chúng, vua tôi nhà Trần kiên quyết chuẩn bị kháng chiến. Vua Trần Nhân Tông được Thượng Hoàng Thái Tông theo sát, đã cho tổ chức Hội nghị Bình Than 1282. Rồi Hội nghị Diên Hồng 1284 để thống nhất ý chí đánh giặc, từ triều đình đến bản dân, từ vương gia đến tướng sĩ. Ngay trước thềm cuộc chiến, Trần Nhân Tông phong Hưng Đạo Vương làm quốc công tiết chế, thống lĩnh chư quân. Niềm tin của vua đặt vào ông lớn đến mức Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là người đứng đầu triều đình và là chú ruột vua cũng chịu sự điều động của quốc công. Năm 1285, giặc Nguyên Mông theo nhiều ngả tràn vào xâm lược nước ta. Quân ta đón đánh giặc ngay từ biên giới phía Bắc. Trần Hưng Đạo và các tướng sĩ ra sức chống trả các cuộc tấn công của giặc nhưng không lại, phải rút về Vạn Kiếp. Giặc lại đánh vào Vạn Kiếp, quân ta được vua Trần Nhân Tông chi viện, nhưng trước thế giặc mạnh cũng lại phải bỏ Vạn Kiếp rút tiếp. Ở Thăng Long, nhà vua trực tiếp chỉ huy quân Trần đón đánh giặc bên bờ bắc sông Hồng. Mục đích là cầm chân quân địch để cho triều đình, hoàng gia và dân chúng kịp thời sơ tán khỏi kinh thành, thực hiện kế vườn không nhà trống. Sau đó, vua và triều thần cũng lên thuyền rút về Thiên Trường rồi vào Thanh Hóa. Không tiêu diệt được chủ lực của ta, cũng không bắt được vua Trần, đầu não của cuộc kháng chiến, giặc Nguyên Mông điên cuồng tàn sát dân lành. Trước cảnh dân chúng điêu linh do nạn can qua, Trần Nhân Tông đã tự thề với mình, sau khi giặc tan, vua sẽ xuất gia đi tu để cầu cúng cho oan hồn tướng sĩ và con dân. Nhờ sự chỉ huy tài giỏi của Trần Hưng Đạo, quân dân nhà Trần đã tránh được nhuệ khí ban đầu của giặc, rồi chuyển sang phản công chiến lược. Sau các trận Hàm Tử, Trương Dương, quân ta tiến về giải phóng Thăng Long, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai. 3 năm sau, quân giặc lại kéo sang để rửa hận cho các lần thua trước. Nhưng rồi chúng cũng bị đánh thua tan tành trên sông Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy đã đập tan ý chí xâm lược của nhà Nguyên Mông đối với Đại Việt. Vào tay kẻ khác.